Vụ bé trai bị ép hút ma túy đá, điều tra truy tìm mẹ và cha dượng. Vụ bà Phương Hằng thêm đơn tố cáo của một bị hại, bà Hàn Ni bị tạm đình chỉ hành nghề luật sư. Vì sao huấn luyện viên Choi Sear vẫn hài lòng dù U23 Việt Nam tiếp tục thua đậm tại Doha Cup? Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cuối ngày của Hoàng Châu Channel. Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2023, chúng tôi đã tổng hợp các tin tức chính, nổi bật diễn ra trên nước ta trong 24 giờ qua như sau. Vụ bé trai bị ép hút ma túy đá, điều tra truy tìm mẹ và cha dượng. Ngày 26 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn và các cơ quan chức năng xác minh làm rõ thông tin liên quan đến clip bé 3 tuổi nghi bị cha dượng bạo hành ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận. Hiện nay, Công an đang khẩn trương truy tìm hai người có liên quan trong clip là NTN 23 tuổi, ngụ quận Tân Bình và LVP 44 tuổi, chưa rõ lai lịch là chồng họ của N để phục vụ công tác điều tra. Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai người này đang lẩn trốn tại một tỉnh ở miền Tây Nam Bộ. Trước đó, vào tối ngày 24 tháng 3, mạng xã hội đã lan truyền một số clip ghi lại hình ảnh một bé trai khoảng 3 tuổi bị một người đàn ông xăm kín người, hành hạ, nghi ép hút ma túy đá. Trước đó, anh Tài, 30 tuổi, đăng nhiều video lên mạng xã hội. Hình ảnh trong 4 clip dài 20 giây thể hiện bé trai mặc bỉm, ngậm ống hút ma túy đá. Giọng một người phụ nữ nói, ok không. Còn các video dài hơn 1 phút, có cảnh người đàn ông 44 tuổi, mặc quần ngắn, xăm trổ đầy mình, đang dùng búa, kìm đe dọa bé trai. Làm việc với cảnh sát, anh Tài cho biết, anh là cha ruột của bé trai trong video. Năm 2018, vợ chồng anh kết hôn, có với nhau hai mặt con, bé trai là con út. Hai năm trước, họ có nhiều mâu thuẫn, chỉ vợ 21 tuổi mà các con đi và sống chung với người đàn ông trong clip. Năm ngoái, anh Tài biết người đàn ông sống chung với vợ có sử dụng ma túy để rất lo cho các con, đến đón bé gái lớn về nuôi. Gần đây, anh mượn tài khoản Facebook của vợ để bán hàng online thì phát hiện các clip trên nên nhờ người đăng lên mạng tố cáo hành vi sai phạm, đồng thời trình báo cho cảnh sát. Theo anh Tài, các video trên thể hiện sự việc diễn ra từ 4 cho đến 5 tháng trước vì trong đó có hình ảnh con gái lớn của mình trước khi bé được đón về ở với cha ruột. Công an huyện Hóc Môn đã đến địa điểm được cho là nơi mẹ con bé trai sống nhưng chỉ có 5 người cư trú ổn định khoảng 5 năm nay và không phát hiện vụ việc giống như video đăng tải. Những hình ảnh trong video chưa thể xác định sự thật bé trai có hay không bị ép hút ma túy, bị bạo hành hay chỉ là hình ảnh được tạo dựng. Sự việc này nếu có thì xảy ra vào thời điểm nào, ở đâu, một cán bộ điều tra cho biết. Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều ban ngành đã lên tiếng đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương làm rõ vụ việc bởi các hình ảnh cho thấy bé trai có dấu hiệu bị bạo hành. Nếu sự thật, cậu bé bị ép hút ma túy thì đây là việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của nạn nhân. Chuyển sang tin tức tiếp theo, vụ bà Phương Hằng thêm đơn tố cáo của một bị hại, bà Hàn Ni bị tạm đình chỉ hành nghề luật sư. Ngày 26 tháng 3, bà Đinh Thị Lan, sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp, được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa có thông tin phản hồi về đơn tố cáo của bà. Trước đó, bà Lan đã có đơn gửi đến Bộ Công an để tố cáo một YouTuber về hành vi kêu gọi cộng đồng mạng, tấn công, làm nhục bà. Bà được xác định là bị hại trong vụ án của Nguyễn Phương Hằng. Cùng ngày, liên quan đến vụ án của bà Phương Hằng, thành viên ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua, tổ chức này đã họp và quyết định tạm đình chỉ tư cách hành nghề luật sư đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề liên quan đến đợt tố cáo của bà Đinh Thị Lan không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, căn cứ Điều 36, Điều 145 và Điều 146 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an chuyển đơn tố cáo của bà đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền. Theo nội dung đơn, bà Lan cho biết trước đó, vào ngày 20 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà lên làm việc liên quan đến đơn tố cáo của bà với bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng do có việc bận, bà ủy quyền cho mẹ và em gái làm việc với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau đó, một kênh YouTube mang tên là Phòng đã livestream trên mạng xã hội vào ngày 21 tháng 3 năm 2023 kêu gọi cộng đồng mạng tấn công và làm nhục khi bà được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bà. Từ đó, bà đã làm đơn gửi đến Bộ Công an.
Trước đó, vào ngày 20 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với mẹ và em gái của bà Đinh Thị Lan, 47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Theo bà Lan, bà không yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại, nhưng đề nghị cơ quan chức năng khởi tố 46 YouTuber có vai trò đồng phạm với bà Hằng. Trong bản tường trình gửi công an, bà Lan cho rằng khi bị bà Nguyễn Phương Hằng chửi thì nhiều kênh YouTube đã hùa theo vu khống, làm nhục bà Lan trong thời gian dài. Hiện có 15 kênh đã dừng việc này, 31 kênh còn lại vẫn đang vu khống và làm nhục bà. Liên quan đến việc tạm đình chỉ tư cách hành nghề luật sư của bà Đặng Thị Hàn Ni, trước đó vào ngày 24 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni, 47 tuổi, thành viên Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự theo quy định tại điểm C, khoản 1, điều 42, điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 856 QĐ-TTG ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Người có hành vi vi phạm pháp luật bị cơ quan điều tra khởi tố bị can thì bị tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư, đình chỉ hành nghề. Từ đó, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định tạm thời đình chỉ tư cách hành nghề luật sư đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thành viên ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trường hợp bà Đặng Thị Hàn Ni bị tòa án xét xử ban hành bản án có hiệu lực pháp luật thì các cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, xóa tên khỏi danh sách luật sư. Tin tức cuối cùng, vì sao huấn luyện viên Choi Sear vẫn hài lòng dù U23 Việt Nam tiếp tục thua đậm tại Doha Cup? Theo huấn luyện viên Philippe Choi Sear, Việt Nam vẫn cho thấy được những điểm sáng dù thua UAE 0-4 ở lượt 2 giải giao hữu U23 Doha Cup 2023. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Việt Nam ở giải đấu này. Trận giao quân, đội thua Iraq 0-3. Dù thua đậm, chúng tôi vẫn duy trì cấu trúc đội hình, chơi quyết tâm và hướng bóng lên tấn công. Huấn luyện viên Choi Sear nói tối ngày 25 tháng 3, kết quả thực không phải là tất cả, mà là thái độ thi đấu và sự đồng lòng trong tập thể. Nhà cầm quân người Pháp cũng khẳng định đây là bài học giá trị để tiếp tục công việc và cải thiện đội bóng. Theo ông, Việt Nam đã thể hiện tốt hiệp 1, các cầu thủ tự tin chơi bóng và phản ứng tốt với chiến thuật, nhưng sa sút thể lực dẫn đến 4 bàn thua trong hiệp 2. Không dễ dàng để cả đội duy trì việc gây áp lực suốt trận, huấn luyện viên 68 tuổi nói, tôi không nghĩ chúng tôi đáng nhận 4 bàn thua. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Choi Sear cũng thừa nhận Việt Nam chưa ở cùng trình độ với UAE, nên bóng đá UAE nằm ở top 5 hoặc 6 châu Á và rõ ràng là thử thách lớn đối với Việt Nam, ông đánh giá. Nhưng chúng tôi đang cố gắng thu hẹp khoảng cách và trận đấu hôm nay cho thấy có thể làm được. Dù là giải giao hữu, hai thất bại liên tiếp chắc chắn khiến huấn luyện viên Choi Sear đối mặt với áp lực từ dư luận. Tuy nhiên, ông mong muốn nhận được sự tin tưởng vì mọi thứ vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32 vào tháng 5 và các mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, những trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Choi Sear không mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Nhà cầm quân người Pháp và các học trò nhận rất nhiều lời chê bai chỉ trích sau hai trận thua liên tiếp. Sức ép càng lớn hơn khi những thất bại này được đặt trong phép so sánh với một đối thủ cùng khu vực. U23 Thái Lan giành 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên của Doha Cup 2023. Đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ đứng sau U23 UAE và U23 Hàn Quốc. Họ chắc chắn nằm trong top 4 của giải đấu và sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 với U23 Kuwait ở lượt cuối. Trong số 10 đội bóng tham dự Doha Cup 2023, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á. Nhìn vào bảng xếp hạng, nơi U23 Thái Lan bất bại sau hai lượt trận, việc U23 Việt Nam thua liên tiếp hai trận là sự tương phản rõ rệt. Điều này càng khiến cho các cổ động viên Việt Nam thêm phần lo lắng, đội nhà chưa tốt trong khi kỳ phùng địch thủ lại thi đấu thành công. Điều đó tạo ra sức ép cho huấn luyện viên Philippe Choi Sear. Đây là lứa cầu thủ mà bóng đá Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng hướng tới World Cup 2026. Do đó, chỉ một vài trận thua ở các giải giao hữu cũng khiến cho huấn luyện viên Choi Sear không tránh được việc vướng phải chỉ trích từ người hâm mộ. Tin tức trên đã chính thức khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Hoàng Châu Channel. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật tin tức nóng hổi nhanh nhất trong ngày. Nếu yêu thích, hãy like và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!